Chuột Cooler Master MM711 Metallic Blue là con chuột chơi game nhẹ nhất thế giới với trọng lượng chưa tới 60g. Thiết kế đối xứng phù hợp với nhiều người sử dụng, mang đến khả năng di chuyển linh hoạt, kéo dài thời gian chơi game, giảm tối thiểu mệt mỏi và cổ tay sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những áp lực lặp đi lặp lại kéo dài. Được trang bị cảm biến quang học 16.000 dpi Big Ass giúp giảm thiểu tối đa độ trễ, ít xảy ra hiện tượng giật hình và độ chính xác mà bạn sẽ không tìm thấy ở con chuột nào khác. Switch On Run cho độ bền cực cao lên tới 20 triệu lần nhấn. Với thiết kế dạng đục lỗ dễ bị bắt bụi và mồ hôi tay nên MM711 được phun lớp chống phủ bụi và chống nước, giúp ngăn chặn mọi sự cố đổ nước, bụi bẩn trong nhà bám vào. Đi kèm với đó là đèn LED RGB tinh tế 16,8 triệu màu trong con cuộn chuột và logo tạo nên cá tính riêng cho bạn. Và nó không chỉ có tác dụng làm đẹp, mà đèn LED còn là một chỉ báo tiện dụng cho DPI hiện tại của bạn. Đây là phiên bản màu xanh dương, nam tính khỏe khoắn phù hợp với người dùng cá tính. Sản phẩm đang được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 24 tháng.